Chào anh chị, em giới thiệu đây là con Wrangler XLS AT màu trắng. Con bản này là bản số tự động màu trắng đấy. Tự động màu trắng. Đây, đi quay xe về cơ bản. Hơi nắng, này hơi nắng. Đấy, màu trắng về xe vừa về kho xong. Và phần nội thất. Nội thất của xe đấy ạ. Nội thất của xe đây. Đấy, ghế nỉ. Bản táp lô. Cần số ok. Rồi đấy, em sẽ đi một đoạn để xem. Đây, em sẽ đi thử một đoạn trong bãi xem. Đây. Okay. Cái phiên bản năm nay thì nó nâng cấp thêm là cái vô lăng trợ lực điện, lái rất nhẹ, lái một tay cũng được, không phải như bản năm ngoái là trợ lực thủy lực lái nặng, năm nay lái nhẹ cực. Con này khỏe hơn con cũ nhiều. Đấy. Công suất máy thì mạnh hơn, công suất 160, chạy bốc hơn. Tuy đi một vòng xa xa nữa đi. Công suất mạnh hơn, chạy thoáng xe hơn. Đấy, vô lăng thì đấy, anh chị thấy không? Thích không? Nhẹ cực luôn. À, năm nay nó thêm được một cái nữa là cái tính năng giới hạn tốc độ nhá. Năm trước không có, ga tự động thì vẫn có rồi. Năm nay thêm cái tính năng giới hạn tốc độ. Đấy, đi cao tốc rất là nhàn. Đạp ga thoải mái, không là sợ bị bắn tốc độ. Đấy, cái bản táp lô thì rất là đèn nóm hiện đại, nhìn đẹp hơn rất nhiều. Nhìn đẹp hơn năm ngoái rất nhiều. Đây, sát vào đây rồi. Ok, rồi. Đấy, đi một vòng vậy thôi. Đây, em xuống em quay thêm mấy màu xe nữa. Quay xuống quay thêm mấy màu xe nữa để anh chị xem cho nó rõ. Ok. Đây là màu xanh thiên thanh. Đây là màu xanh thiên thanh ạ. Màu trắng đây, vừa về xong đã bấm biển được rồi đây. Màu trắng. Đây có con màu đen nữa. Đây là bản màu đen đấy ạ. Đây là màu đen. Màu đen, ok. Đấy, anh chị mà có nhu cầu mà tìm hiểu cái xe Ford Ranger XLS 2018-2019 thì gọi cho em Sơn bên Ford Thăng Long, số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Rồi em cảm ơn. Mấy nữa về thêm màu nữa thì em lại quay thêm. Còn thiếu màu vàng cát, màu bạc, màu đỏ. Em thiếu 3 màu nữa. Lúc nào về thì em sẽ quay thêm nốt ạ. Rồi em cảm ơn ạ.